Hôm nay cái tiêu tập đóng vai với mẹ. Nay mẹ đóng vai bạn này. Vừa tập đóng vai vừa đọc vần luôn. Câu chuyện đũa phép của tiên răng. Kitty chỉ đóng vai tiên răng thôi. Còn mẹ mình thì đóng vai mẹ sẽ dẫn anh làm hết những cái vai còn lại, chịu không? Chịu luôn. Chịu ha. Rồi giờ mẹ đọc trước nha. Đũa phép của tiên răng. Cứ cuối năm các tiên lại cùng gặp nhau trò chuyện. Các tiên gặp nhau trò chuyện nè, thấy không? Tiên này mới nói nè. Quả là một năm bận rộn, ta đã giúp lọ lem chuẩn bị cho vũ hội với hoàng tử. Tiên này là giúp lọ lem chuẩn bị vũ hội cho hoàng tử. Hoàng tiên này thì nói, ta hy vọng năm nay sẽ hóa giải lời nguyền cho quái vật mà Bella mãi chưa tới. Tiên này là trong câu chuyện là người đẹp và quái vật. Ủa, tiên răng đâu rồi? Đi tìm tiên răng đâu? Này, tiên răng nói đi. Kitty đóng vai tiên răng á. Ôi hai. Ôi gì? Ôi hai chị ơi. Chết em rồi. Ôi hai chị ơi, chết em rồi. Sao thế? Tiên răng nói tiếp. Em đã làm mất cây đũa phép rồi. Sao lại làm mất? Tiên răng nói tiếp. Em không nhớ nữa. Sáng nay em dậy muộn vì cả đêm đi tặng răng mới cho cả em nhỏ. Em không nhớ nữa. Sáng nay em dậy muộn vì cả đêm đi tặng răng mới cho các em nhỏ. Rồi, tại cạnh có một cậu bé. Trong khi đó, dưới trần gian, cậu bé chăn cừu. Ồ, cái gì lấp lánh thế nhỉ? Cậu bé chăn cừu tìm thấy được cái cây đũa này đúng không? Đũa phép của tiên răng á. Cậu bé nói sao? Ồ, có chữ đũa phép của tiên răng. Phải thử xem. Cậu bé thử ha. Cậu bé đưa được phép cho con cừu. Hô biến bập, cừu mọc đầy răng. Sói tới thì sao? Cừu dí sói chạy luôn. Eo ơi, chạy thôi. Cậu bé buồn cười quá ha. Còn con chó sói thì thấy con cừu mọc răng, nó bỏ chạy luôn. Eo ơi, chạy thôi. Chuyện cậu bé này trong cậu bé chăn cừu nè, đúng không? Tại sao đây? Các cô tiên mới thấy à? Nhìn kia. Em đoán là mình làm rơi đoạn. Cái này tiên răng nói nè. Em đoán là mình làm rơi đoạn. Em đoán là đoạn này vì có em đoán là rơi. Nghĩ lại nè.
Em đoán là mình. Em đoán là mình làm rơi đoạn còn chữ ơ hỏi ở. Em đoán là mình làm rơi ở đoạn này này. Vì có cảm giác rơi gì đó từ rõ sách. Đúng rồi, cái cô tiên tiên mới phát hiện này. Này con đọc lại. Em đoán là mình làm rơi ở đoạn thấy cái đoạn gì này này. Vì có cảm giác rơi gì đó từ giỏ sách. Rồi cô tiên màu áo xanh ấy nhìn kia đó, cô tiên áo xanh thấy rồi. Thế cô bay lại nói hãy dừng lại cậu bé ơi, cây đũa phép của tiên răng làm rơi, cậu hãy trả lại cho cô ấy nha. Cậu bé nói cháu nhặt được thì là của cháu, nhờ có nó mà cháu có thể làm bọn cừu mọc răng nhanh đó, vui lắm. Cô tiên áo xanh nói nè, cậu bé ơi, đũa phép không phải đồ chơi, nếu không biết mà sử dụng sẽ rất tai hại. Tai hại là gì mà là gặp nhiều nguy hiểm á. Cậu bé anh nói vì cô tiên răng đã quên tặng cháu răng mới nên cháu bị súng là thế này, nên cháu bị súng lâu thế này, cháu sẽ tự mình làm răng mới được. Hô biến. Nhưng ôi không, thật kinh khủng, ta đã nói rồi. Kinh khủng quá, mọc răng cho sói luôn. Ồ, cái này tiên răng nói mà. Ta đã nói rồi. Cậu bé mọc răng cho sói luôn. Rồi sao nữa? Xin cô cho cháu hàm răng đẹp à. Tiên răng nói Dễ thôi. Ôi cảm ơn cô. Cho hàm răng đẹp lại. Chưa xong đâu, ta phải trả lại hàm răng cừu hứa nữa. Chưa xong đâu, ta còn phải trả lại hàm răng cừu nữa chứ. Cừu đâu thể ăn cỏ với hàm răng chó sói. Chưa xong đâu, ta phải trả lại hàm răng cho cừu nữa chứ. Cừu đâu thể ăn cỏ với hàm răng chó sói. Đúng vậy. Rồi, trả lại hàm răng cho cừu rồi. Để răng đẹp, nhớ giữ vệ sinh thật kỹ nữa nha, cậu bé ơi. Ha ha ha, các cô tiên bay về trời và cười ha. Gì đây? Hết. Hết. Cậu bé này có tốt không? Cậu bé chăn cừu là không tốt, nhặt được của rơi mà không chịu trả cho người bị mất nữa ha.
Rồi con có nghe câu chuyện cậu bé chăn cừu chưa? Rồi. Cậu bé chăn cừu đó sao? Suốt ngày không có gì làm, nó dối người ta. Rồi xong cái một hôm có con chó sói tới thiệt. Rồi sau đó người ta tưởng là cậu bé lừa mình. Rồi xong cái không may chịu ra cứu hết. Rồi xong cái cậu con cừu bị ăn thịt. Chưa kể là cậu bé bé còn bị con chó sói ăn thịt luôn. Dạ hả? Nhưng mà cậu bé này tính vậy là không tốt ha. Thứ nhất là nói dối nè, lừa người khác nè, vậy là không tốt. Còn câu chuyện này thì cậu bé này nhặt được của rơi không trả lại của chủ. Nhặt được của rơi không trả lại của chủ. Thường người ta có câu nhặt được của rơi trả về của chủ. Nhặt được của rơi trả về của chủ, con nghe câu đó ở đâu? Cái nghe trong cái gì chàng tin mà mới khó vậy? Trong cái chuyện ngày xưa chàng tin chàng tin và thần bén thần gì thần gì bén, bén khọt. Chàng tin và thần bén khọt đúng rồi, nhặt được của rơi mà mình biết được chủ là ai thì mình nhớ trả lại chứ không có giữ của riêng mình ha. Khi nào mà mình biết đúng người thì mình mới trả, chứ không phải mà trả cho người khác, người ta lại người ta nhận tự nhận là của mình á thì cũng đâu được đâu, đúng không? Nhưng mà trong đũa phép này có ghi tên không? Ghi tên của ai? Đũa phép của Tiên Răng. Đúng rồi, trong đũa phép ghi rõ là của Tiên Răng. Thì Tiên Răng xin lại thì cậu bé phải trả lại chứ. Rồi, câu chuyện đến đây là hết rồi. Kitty đọc như vậy là cũng tốt rồi ha. Cố gắng hơn nữa là mình sẽ đọc nhanh hơn, đọc sách được tốt hơn. Rồi, ngày nào Kitty cũng tập đọc nha. Hứa. Hứa không? Ngày nào cũng tập đọc nha, để cho mình đọc hay hơn, đọc nhanh hơn, đọc diễn cảm hơn. Và sau này mình có thể đọc được một cuốn nhiều sách, nhiều trang luôn nữa. Biết chưa? Xin bye bye các bạn nha. Hãy bấm like và nhớ đăng ký để theo dõi những video lần sau nhé. Bye bye.